Sáng nay ngày 11 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở và lớp 12 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Đối với kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, mỗi phòng giáo dục và đào tạo huyện thành phố thành lập một hội đồng coi thi. Đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, mỗi huyện thành phố có một điểm thi dành cho thí sinh đang học ở các trường trung học phổ thông trên cùng địa bàn. Tại huyện thành phố, có gần 150 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 được tổ chức tại trường trung học cơ sở thị trấn thành phố. Học sinh tham gia dự thi ở 10 môn gồm ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, huyện có hơn 160 thí sinh tham gia dự thi tại trường trung học phổ thông Lê Hoài Đôn với các môn thi như toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và giáo dục công dân. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ giáo viên nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Cơ sở vật chất, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được đảm bảo.